Hàng ngàn giống lúa ở khắp mọi miền đất nước, có những giống lúa quý hiếm không còn trong thực tế sản xuất, hiện vẫn còn lưu giữ tại khoa nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ. Nơi đây được ví như ngân hàng giống lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Việc sưu tập lưu trữ này đã có ý nghĩa trong việc bảo tồn các giống quý, lai tạo các giống mới, đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là phục vụ nghiên cứu giảng dạy. Từ một vài mẫu giống lúa ít ỏi ban đầu, đến nay, ngân hàng giống đã lưu giữ, lai tạo lên đến con số hơn 3.000 chủng loại. Trong số này, nhiều nhất là bộ giống lúa mùa ở miền Tây với 1.988 giống. Các giống lúa đặc biệt như Nàng Thơm Chợ Đào, Nếp Thang, Bông Dừa, Tài Nguyên, hay như những bộ giống lúa rẫy từ vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Duyên Hải miền Trung. Ngoài ra còn có các giống lúa cao sản và những dòng khác do Đại học Cần Thơ lai tạo. Thành lập cái ngân hàng giống lúa này thì xuất phát từ ý tưởng ban đầu của giáo sư Võ Tòng Xuân. Mục đích thì những cái nguồn danh quý này, nguồn danh quý ví dụ như là mùi thơm của cây lúa, độ dẻo, khả năng chống chịu về thời tiết, về vùng đất, thích nghi về vùng đất phèn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như là ở của Việt Nam. Thì việc lưu trữ này làm cái nguồn để mình lai chọn tạo cho những cái giống lúa thích nghi, thích ứng với cái thay đổi của khí hậu hiện tại. Để có một mẫu lúa, các sinh viên, thầy cô của trường đã bắt đầu từ việc đến các vùng sâu, vùng xa khắp nơi sưu tập. Những mẫu giống được ghi chép nguồn gốc, thời gian, xuất xứ. Các hạt lúa này sau đó được chọn lựa rất kỹ lưỡng, loại bỏ những hạt sâu bệnh, kém chất lượng. Đồng thời để có thể đảm bảo chất lượng về lâu dài, các hạt lúa giống phải được đặt trong một quy trình lưu trữ nghiêm ngặt. Về cái nguyên tắc mà để cho hạt giống nó được giữ lâu dài thì nó sẽ có hai cái yếu tố. Một cái yếu tố là nhiệt độ và một cái yếu tố thứ hai là ẩm độ. Thì có nghĩa là cái hạt giống này mình khi mình đưa vào trong bao này á, thì nó phải đảm bảo được cái gì? Cái nhiệt độ nó ổn định ở 20 độ cho cái kho ngắn hạn và ở trung hạn là âm 5 độ. Và cái ẩm độ của hạt giống ở đây là mình cho xuống cả khoảng 10%. Và mình sẽ giữ để hút chân không như thế này. Dù thời gian lưu trữ ở kho trung hạn có thể trên 10 năm, song các giống lúa khó sống đến thời điểm đó. Vì thế, để bảo tồn những hạt giống này, sau 3 đến 5 năm, các thầy cô sẽ định kỳ kiểm tra sức sống của giống lúa. Cứ thế, gần 50 năm qua, hàng ngàn giống lúa đã được thầy cô, cán bộ của Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Đại học Cần Thơ sưu tập, gìn giữ, sau đó được chuyển giao cho khoa học nông nghiệp kế nhiệm cho đến nay. Trải qua 50 năm lưu trữ, bảo tồn, hơn 940 dòng lúa cải tiến đã được lai tạo ra, chuyển giao cho các trung tâm giống ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long trồng thử nghiệm và quản lý. Đồng thời, ngân hàng lúa còn là một cơ sở thực nghiệm quan trọng, phục vụ cho việc học tập của các sinh viên ngành nông nghiệp.